Đã khoảng một tuần trôi qua khi mà mình sử dụng chiếc Samsung Galaxy S24 Ultra này. Đáng lẽ là cái video này mình đã hoàn thiện ngay từ khi mình ở bên Mỹ cơ. Nhưng mà các bạn biết vì sao không? Bởi vì cái video này bị lỗi âm thanh các bạn ạ. Nhưng mà cái rủi thì cũng có cái may ở trong đó. Và khi mà mình trở về Việt Nam thì mình cũng đã có thời gian dài hơn để nói kỹ hơn về chiếc điện thoại này trước ngày mở bán của nó. Sau đó thì mình sẽ gửi đến các bạn một bài đánh giá chi tiết hơn. Nhưng đến thời điểm bây giờ thì đây là tất cả những thứ mà chúng ta cần biết về Galaxy S24 Ultra. Những thứ các bạn cần lưu tâm trước khi mua. Chào mừng các bạn đã quay trở lại Vlog. Ok, đây là Galaxy S24 Ultra và hiện tại thì cái mức giá của chiếc điện thoại này nó hơi biến động một xíu các bạn ạ. Có những nơi rất là cao, có những nơi rất là thấp. Tuy nhiên, cá nhân mình khuyên các bạn là các bạn vẫn nên gắn bó với những cái trung tâm, những cái cửa hàng bán lẻ có uy tín trên toàn quốc. Ví dụ các bạn có thể tham khảo ở Di Động Việt chẳng hạn. Ở Di Động Việt thì tất cả những dòng sản phẩm này đều đang được bán và đều đang được đặt trước. Đến ngày 27 là sẽ có những chương trình trả hàng cho các bạn đầu tiên rồi. Và nếu các bạn muốn tham khảo thêm thì các bạn đừng quên truy cập vào đường link phía bên dưới. Tất cả mức giá của chiếc điện thoại này thì sẽ đều được bao gồm với những phần quà nếu các bạn order từ bây giờ với Samsung Care Plus này, với củ sạc Samsung 45W này, với những cái ốp lưng nghệ sĩ đi kèm này và với nhiều thêm những phần quà đang chờ đón các bạn. Thì đừng quên truy cập đường link ở trong phần mô tả cũng như là phần ghi một comment nhé. Đến ngay với Di Động Việt nào. Ok, quay trở lại với chiếc máy này. Điều đầu tiên các bạn cần lưu ý trước khi mua chiếc máy này đó là năm nay như mọi năm nó hoàn toàn không có bất cứ một cái dán màn nào cho các bạn. Thực tế thì mình không vui cho lắm bởi vì năm ngoái á, với Galaxy S24 Ultra chúng ta không có dán màn. Và cá nhân mình là một thằng rất là lười để mà dán màn lên chiếc máy này. Vì sao? Nó dán màn không dễ hơn so với những chiếc máy khác khi mà màn hình của nó là màn hình cong. Tuy nhiên với Galaxy S24 Ultra thì mình tin rằng mọi thứ nó dễ dàng hơn rất là nhiều rồi. Nhưng mà tại sao mình lại nói đến cái phần dán màn này hả các bạn? Là bởi vì mình đang muốn nói đến cái khả năng hoàn thiện của chiếc máy này. Chiếc máy này thì mình được nhận ngay từ cái thời điểm vào ngày 18 tháng 1 năm 2024 theo giờ Việt Nam nhé. Có nghĩa là vừa xong sự kiện một cái là mình đã cầm nó trên tay rồi. Và bởi vậy nên là nó hoàn toàn không có bất cứ một cái phụ kiện nào đi kèm cả. Tuy nhiên rằng mình có đút vào túi quần cả 2-3 chiếc điện thoại cùng một lúc và chắc chắn là nó sẽ có hiện tượng bị chảy xước. Rõ trên màn hình của mình thì có một cái vết chảy nhìn rất là lạ luôn. Có một cái mình cảm thấy hơi lạ đó là năm nay cái màn hình này dù cho có bị xước thì nó hoàn toàn rất là ít những cái miếng xước lông mèo giống như là trên Galaxy S24 Ultra, mà bây giờ là xước, là nó xước sâu, xước cày luôn. Theo mình nghĩ là có hai lý do để gây ra cái hiện tượng là cái phần màn hình nó bị nhám, bị ma sát xấu xấu như này. Thứ nhất, đó là bởi vì năm nay chúng ta đã sở hữu cái công nghệ kính nó bền hơn rồi. Đây là công nghệ kính Gorilla Glass thế hệ tiếp theo. Thế nên là những cái vết xước lông mèo có thể là sẽ bớt đi. Đây là suy đoán hoàn toàn là cá nhân của mình thôi nha. Thứ hai là năm nay chúng ta có một cái màn hình chống bóng các bạn ạ. Đây, nếu các bạn so sánh trực tiếp với một vài sản phẩm khác thì các bạn đều thấy rằng là những cái màn hình khác này, đặc biệt là so với cả những cái màn hình của năm ngoái, thì khi các bạn dơ ra ngoài sáng nhìn nó, đây các bạn thấy không, cùng một góc độ thì con Galaxy S23 Ultra của mình nó sáng hơn hẳn luôn. Nó bị phản chiếu ánh sáng nhìn rất là khó chịu. Tuy vậy toàn bộ những thứ khác, ví dụ như phần mặt lưng, phần viền, phần màn hình hay kể cả phần camera, dù cho mình có dùng trần truồng đi chăng nữa thì mọi thứ nó vẫn rất là ổn. Nhưng mà có một cái mà các bạn cần phải lưu tâm. Khi mà mình xem cái video của thằng Hiếu Hoàng ấy về cái việc là con điện thoại này nó bị lệch mất cái phần khung SIM thì mình cũng chột dạ, mình rút con điện thoại này của mình ra. Con của mình nó cũng bị các bạn ạ. Và thực tế thì nó không thực sự ảnh hưởng đến quá trình các bạn sử dụng đâu. Nhưng mà nó làm cho những người bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế, những cái người bị OCD ấy, nhận ra rằng là bây giờ dùng con này cứ khó chịu sao ấy. Nó không được thực sự hoàn hảo như những gì mà chúng ta mong đợi. Mình chỉ đặt ra một câu hỏi thôi, đó là liệu không biết là khả năng kháng nước của con điện thoại này với những cái phiên bản điện thoại mà nó bị lệch SIM thế này ấy, thì có còn được bảo đảm hay không? Thì các bạn cũng lưu tâm cái điều này cho mình. Nhưng mà chưa hết, cái thứ mà mình chưa thực sự ưng ý của năm nay ở trên Galaxy S23 Ultra ấy, đó chính là cái bút của chúng ta. Phần bút năm nay của chúng ta đã không còn được làm lút cán ở phía bên dưới vào trong cái khe bút nữa, mà nó đã làm lồi ra một tí rồi. Thì đây là một cái cơ hội cho chúng ta có thể rút bút ra nhanh hơn. Ví dụ như là Galaxy S23 Ultra của mình nha. Mặc dù là cái đít bút này khi mà cắm vào á, người ta đã làm nhô ra hơn một tí rồi, nhưng thực tế là khi mà mình lắp cái ốp lưng này vào này thì để lấy được bút ra nó vẫn hơi khó khăn nhẹ một chút, đặc biệt là với những người tay to như mình. Các bạn sẽ cần phải bấm vào một cách rất là mạnh. Tuy nhiên là với Galaxy S24 Ultra thì các bạn đều thấy này, cái bút này nó đã lồi ra một tí rồi. Các bạn chỉ cần bấm nhẹ vào là nó ra. Thì bây giờ mọi thứ nó dễ dàng hơn rất là nhiều rồi. Tuy nhiên, có một thứ mà mình chưa thực sự ưng ý cho lắm, đó chính là cái chất liệu của cái bút này. Có một cái cảm giác khi mà mình sử dụng cái bút của Galaxy S23 Ultra ấy, đó chính là nó cầm rất là sướng, rất là thích tay. Tuy nhiên đến với cái đời bút của S24 Ultra thì các bạn cũng sẽ thấy rằng là mình cầm như này cảm thấy rất khó chịu và rất trơn tay, không còn được cầm một cách dễ dàng và thoải mái như đời trước nữa. Đó là bởi vì năm nay Samsung đã loại bỏ đi một cái lớp phủ nhám mềm ở trên chiếc bút này.
và bởi vậy chúng ta không còn cái cảm giác mềm khi cầm bút lên tay nữa. Cái độ ma sát của nó cũng không còn tốt bằng. Mình thì mình muốn là sẽ có những cái phiên bản bút custom lại để chúng ta có được cái lớp phủ này để khi chúng ta viết được dễ dàng hơn. Bởi vì thực tế là khi mà cầm cái bút của Galaxy S7 Ultra lên mình vẫn không cảm thấy thoải mái. Tiếp theo, hãy cùng nói về AI. Hãy đồng ý với nhau đây không phải là một chiếc điện thoại AI nhé. Nó là một chiếc điện thoại được hỗ trợ bởi nền tảng AI đến Samsung tên là Galaxy AI. Bởi vì sao? Con điện thoại này chỉ có khoảng 10% là những cái vấn đề AI nó được giải quyết ở trong con NPU này mà thôi, ở trong con chip này ạ. Còn lại hầu hết mọi thứ là nó được làm ở online. Vậy thì bản chất con điện thoại này nó có thể làm được gì với AI các bạn? Nó có làm được nha. Thứ nhất, tính năng dịch trực tiếp khi các bạn đi du lịch chẳng hạn, các bạn bật cái tính năng phiên dịch viên, thông dịch viên này lên thì nó có thể không cần sử dụng mạng, các bạn chỉ cần tải gói ngôn ngữ này về là nó có thể sử dụng được để dịch. Thực tế thì cái tính năng dịch này nó không liên quan nhiều đến AI các bạn ạ. Có lẽ là AI nó chỉ nằm một chút ở cái phần là tiên đoán giọng nói, phân tích giọng nói ra sao cho chuẩn mà thôi, chứ còn để mà nói là nó thông minh theo kiểu là nó biết được người kia nói gì, sử dụng sâu đến AI thì mình không nghĩ như vậy. Thứ hai, tất cả những tính năng chúng ta sử dụng camera, nếu như bạn chỉnh sửa hình ảnh theo kiểu là di chuyển người này, hay là xóa người, xóa vật thể ra khỏi ảnh này, thì nó sẽ có thể làm được trực tiếp ở trên chiếc điện thoại này. Còn theo mình biết là những cái tính năng như là super slow motion này, những cái tính năng tinh chỉnh lại ảnh để căn lại góc, vẽ lại những cái viền bên ngoài, thì bắt buộc các bạn sẽ cần phải kết nối đến Galaxy AI. Mình có may mắn là đã được ngồi với các bác gọi là quan chức cấp cao của Samsung, những người mà đã viết ra những cái phần mềm này, thì mình có hỏi là tại sao Samsung không có những cái tính năng hay ho hơn liên quan đến AI, ví dụ như là mở rộng ảnh, phóng to ảnh bằng AI giống như những gì mà kể cả những phần mềm như CapCut hay TikTok cũng làm được, thì họ nói là họ vẫn đang nghiên cứu. Và đến thời điểm hiện tại thì mình nhận ra rằng là những cái vấn đề liên quan đến AI trên con điện thoại này mới còn đang rất là sơ khai. Chưa kể nha, một cái tính năng mà mình rất thích ở trên con điện thoại này đó chính là viết lại thông qua AI. Là ví dụ các bạn trước đây các bạn muốn xin nghỉ việc ngày hôm nay chẳng hạn, nghỉ làm ngày hôm nay, các bạn chỉ cần viết 3-4 chữ thôi là nó viết ra sổ ra cả một dòng rất là dài. Nhưng mà ở trên đây mình không hiểu tại sao, không biết là do con AI của mình nó chưa học được thói quen ngôn ngữ hay sao, hay là như nào đấy, mà trong quá trình mình dùng nó không thể nào viết ra những cái câu văn rất là dài, rất là hay được. Những cái nội dung trong đây mình không hiểu tại sao mà con AI của mình nó rất là đần, nó không đưa lại cho mình những cái nội dung thực sự có ích. Và mình vẫn không hiểu tại sao là những con máy khác thì làm được, còn con máy này của mình thì nó không làm được. Và bởi vậy nên là cá nhân mình thấy đến thời điểm bây giờ thì những tính năng AI ở trên con điện thoại này nó vẫn chưa thực sự đem lại nhiều những cái sự khác biệt cho lắm. Tuy nhiên, đây là Galaxy AI, đây là một thứ mà họ kết nối đến server, thì mình nghĩ rằng họ hoàn toàn có thể làm được nhiều hơn trong thời gian tương lai. Còn có những thông tin liên quan đến việc là đến 2025 chúng ta sẽ phải trả phí cho những cái ứng dụng AI, những cái dịch vụ AI này, thì nó chưa được xác thực và mình cũng sẽ cần phải có thời gian để tìm hiểu thêm. Còn đến thời điểm hiện tại thì các bạn mua máy về thì các bạn cứ biết điều đó mà thôi. Những thứ còn lại liên quan đến pin, liên quan đến hiệu năng của chiếc máy thì Snapdragon 8 Gen 3 đến thời điểm bây giờ vẫn đem lại một cái trải nghiệm khá là ổn các bạn nha. 45W sạc cùng với 5000mAh thì tốc độ sạc pin của nó không khác nhiều so với những thế hệ trước. Khả năng on screen của nó thì các bạn thấy đây, mình có quay phim lại thì trong những cái ngày đầu tiên nó có thể on screen được đâu đó là 4 tiếng khi mà các bạn sử dụng khoảng 50%. Có nghĩa là nó có thể lên được khoảng 8 đến 9 tiếng nếu các bạn sử dụng nhiều. Điện thoại của mình lúc đó mình sử dụng quay phim chụp ảnh rất là nhiều thì cũng là những cái tác vụ khá là nặng rồi. Và bởi vậy nên mình nghĩ rằng cái chiếc máy này nó hoàn toàn có thể on screen được lên đến đâu đó là khoảng 10 tiếng đồng hồ, tương tự với những cái phiên bản của năm ngoái. Tương tự với một vài ngày sau thì mình sẽ chỉ sạc con điện thoại này lên khoảng 70 đến 80% thôi thì nó có thể on screen được đâu đó là khoảng từ 5 tiếng rưỡi đến 6 tiếng. Và nó càng minh chứng cho mình là cái chiếc máy này hoàn toàn có thể on screen được đâu đó là khoảng 9 đến 10 tiếng. Tuy nhiên là các bạn cần lưu ý nha. Nếu các bạn đang cần tìm một chiếc máy pin thực sự tốt thì có thể chiếc này vẫn chưa phải là một cái lựa chọn tốt đâu. Đặc biệt là khi chúng ta so với những chiếc điện thoại iPhone chẳng hạn. Có một cái hay đó là trong quá trình mình sử dụng nha, mình có quay phim chụp ảnh khá là nhiều. Thì khác với iPhone 15 Pro Max của mình mình mang ra ngoài thì con iPhone của mình khá là nóng khi mà nó sử dụng viền Titan. Lúc đầu mình cũng nghĩ là con này có thể sẽ có vấn đề với cái viền Titan này các bạn ạ. Nhưng thực tế là không, con này rất là mát. Có thể là đó là hệ quả của cái việc là chúng ta đã có một cái miếng đồng tản nhiệt to lên đến gấp đôi. Và bởi vậy nên mình cảm thấy là con máy này nó khá là mát nếu mà so với những con điện thoại tương tự. Thì đây có thể là một điểm cộng để cho chiếc Samsung Galaxy S7 Ultra. Những thứ còn lại như là về camera thì mình đã có một cái bài đánh giá cho các bạn mới lên từ hôm trước rồi. Thì các bạn đều thấy rằng là hiện tại này, con này hoàn thiện rất tốt về khả năng chụp tele. Chụp trong đêm hay chụp ban ngày thì tương tự với cả Galaxy S7 Ultra mà thôi. Tuy nhiên có một thứ mà nó hay hơn, đó chính là cái khả năng chụp chân dung nó nhỉnh hơn so với Galaxy S7 Ultra. Nhận định sớm về chiếc Samsung Galaxy S7 Ultra này, liệu chúng ta có nên sở hữu nó, và liệu là nếu các bạn đang sử dụng Galaxy S7 Ultra thì các bạn có nên nâng cấp lên hay chưa? Nếu bạn nào thực sự đang quan tâm đến cái việc là chúng ta muốn mua hàng về
để đi đu idol này, đi chụp concert này, thì Galaxy S24 Ultra là một lựa chọn rất là tuyệt vời. Nó khá là mát mẻ, dùng khá là nhẹ nhàng, và đặc biệt là cái khả năng hoạt động ngoài trời của nó tuyệt vời luôn. Nếu như các bạn là những người không ra ngoài quá là nhiều thì ở thời điểm này mình nghĩ rằng là con Galaxy S24 Ultra nó vẫn chưa có quá nhiều điểm khác biệt so với Galaxy S23 Ultra và những thế hệ trước đâu. Và đặc biệt nhất là AI ấy, thì đến thời điểm hiện tại mình chưa thấy là nó mang lại cho mình quá là nhiều những cái nổi trội trong quá trình mình làm việc. Còn nếu các bạn là những người không nằm trong những cái nhu cầu sử dụng này thì mình nghĩ rằng là nếu các bạn đang sử dụng S23 Ultra chẳng hạn thì các bạn cứ suy nghĩ một tí. Còn tất nhiên với anh em nào mà đang sử dụng Galaxy S22 Ultra đổ xuống thì đây là một phiên bản rất hợp lý để các bạn có thể nâng cấp lên rồi.